Thưa quý vị và các bạn, biết là nguy cơ cháy nổ cao nhưng vẫn cứ làm, thậm chí còn rất chủ quan và thờ ơ với nó. Đó là thực trạng đang diễn ra tại tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, nơi có hơn 100 hộ đang kinh doanh và tái chế phế thải. Sau nhiều lần chứng kiến cảnh cháy của các hộ xung quanh sau đó lan sang nhà mình, và dù cũng rất sợ hãi nếu để xảy ra cháy, nhưng bà Vũ Thị Sử vẫn rất chủ quan việc phòng ngừa mà mới chỉ có chút quan tâm đến việc chữa cháy. Cả xưởng tái chế tập kết phế liệu rộng hơn 1.000 m2, không có hệ thống báo cháy, báo khói hay chữa cháy tự động, hệ thống cầu dao, công tắc điện chằng chịt. Nguy hiểm hơn, còn nấu ăn bằng bếp ga ngay trong khu nhà xưởng này. Trong khi đó, hệ thống chữa cháy phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống máy bơm nước đặt ngay trong xưởng. Còn các bình chữa cháy được trang bị rất nhiều nhưng lại cất kín và không biết còn sử dụng được hay không. Sợ chứ, làm cả đời thì chỉ cháy một vài tiếng là hết rồi thì làm sao không sợ. Phải chế biến, vẫn phải sản xuất vì là cuộc sống của mình, sống ở cái nghề này. Cháy thì phải chữa. Đây cũng là tình trạng chung tại khu dân cư phía Bắc tổ dân phố Phan Bôi hiện nay. Tại đây các xưởng sản xuất san sát kề nhau, xen lẫn là nhà ở, đường dây điện chằng chịt, đường vào nhỏ hẹp, rất khó khăn cho xe chữa cháy khi xảy ra hỏa hoạn. Do cái điện rồi là cái máy móc tự chế là nhiều, nguy cơ là cao. Tổ dân phố chỉ thường xuyên tuyên truyền rồi kết hợp với phường nhắc nhở các hộ thôi. Do cái diện tích bây giờ mỗi nhà nó chỉ có 100 m2, hơn 100 m2 thôi, nên là nó chủ yếu là sắm được cái bình phòng cháy chữa cháy là chính. Tổ dân phố Phan Bôi hiện đang có 112 hộ buôn bán sơ tái chế hạt nhựa, trong đó có 11 hộ sản xuất tạo hạt nhựa, 75 hộ xay nhựa phế thải, còn lại là các hộ thu mua phân loại phế liệu. Tuy nhiên, chỉ có 7 hộ là mô hình doanh nghiệp, 10 hộ có giấy phép kinh doanh, còn lại đều là tự phát. Từ nay đến cuối năm 2023, chúng tôi giao cho địa chính môi trường với kết hợp công an cùng các tổ dân phố đi kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ. Không những ở địa bàn của tổ dân phố Phan Bôi mà tất cả trên địa bàn phường. Nếu những trường hợp nào mà chưa đủ công tác phòng chống cháy nổ thì chúng tôi xin ý kiến để tạm dừng hoạt động. Như vậy, việc phòng chống cháy nổ ở Phan Bôi xem ra vẫn đang bị buông lỏng. Cơ quan chức năng chính quyền địa phương cần quyết liệt hơn, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra cháy nổ.